chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Mình là Linh Pau đây và trong ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất để chúng ta có thể tải video về từ Facebook nhé. Và thực ra thì cái tính năng này thì rất dễ để Facebook có thể tích hợp được ở trên phần mềm cũng như nền tảng của mình. Tuy nhiên thì có lẽ là do vì lý do bản quyền này hay là vì lý do chế độ riêng tư nên là vẫn chưa thể tích hợp được nút download ở trên phần mềm của mình. Ở trên máy tính thì chúng ta đã có rất là nhiều cách rồi. Tuy nhiên là để thực hiện download video trực tiếp từ trên nền tảng Android hay là iOS thì vẫn còn khá là ít cách. Nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất nhé. Và đảm bảo là trong video ngày hôm nay này, sau khi các bạn đã xem rồi thì các bạn sẽ làm một cách rất là đơn giản và cực kỳ là nhuần nhuyễn thôi. Nên hãy cùng mình xem ngay bây giờ nhá. Đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị gì? Đó chính là app Facebook này và một trình duyệt web. Web gì cũng ok. Và ở đây thì mình sẽ dùng Chrome nhá. Rồi và sau đấy thì chúng ta sẽ mở phần Facebook lên. Và ở đây thì chúng ta hãy cùng tìm một video bất kỳ để có thể tải về nhá. Đây rồi. Rồi vào video này thì chúng ta sẽ nhấn vào phần nút 3 chấm này. Rồi ở đây chúng ta sẽ có hiện lên rất nhiều những tùy chọn. Tuy nhiên chúng ta hãy kéo xuống dưới cùng nha. Sẽ nhấn vào phần copy link. Đấy, sao chép cái đường dẫn này. Và như vậy là chúng ta đã sao chép được đường dẫn rồi. Rồi và sau khi mà chúng ta đã copy link thì hãy trở lại trình duyệt web. Ở đây mình chọn Chrome. Rồi và chúng ta sẽ cùng dán cái link mà mình vừa copy được nhá. Trước khi mà chúng ta nhấn vào phần di chuyển đến cái web này thì hãy cùng nhau chỉnh sửa lại một chút cái phần đường link nhá. Xóa hết tất cả những chữ www đi mà chuyển thành mbasic. mbasic.facebook. Tất cả những cái thứ còn lại đằng sau thì chúng ta sẽ giữ nguyên. Sau đây nhấn vào OK. Rồi và ở đây thì chúng ta sẽ hiện lên cái bài viết này ở dưới dạng basic nhất của Facebook. Sau đấy thì hãy cùng nhấn vào nút play ở đây. Đấy, và nó sẽ có một cửa sổ pop-up hiện lên này. Video sẽ chạy tại đây. Và hãy bấm vào dấu 3 chấm ở góc phải bên dưới của video. Dấu 3 chấm ở góc phải bên dưới đây này, ở dưới video. Đó là đã hiện xuống chữ tải xuống rồi. Như vậy là chúng ta đã đang tải xuống rồi. Và chúng ta chỉ cần việc đợi thôi. Và các bạn thấy là mình đã đăng tải video này xuống rồi và chỉ còn một phút nữa thôi là sẽ video này sẽ hoàn toàn nằm ở trong máy của bạn rồi. Rất đơn giản phải không nào? Như vậy là vừa rồi mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách để download video từ trên Facebook ngay trên nền tảng Android. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên để lại một like này cũng như là một subscribe để ủng hộ VN Review nhé. Và các bạn đang tìm kiếm một cái thủ thuật như thế nào thì cũng đừng quên để lại phía dưới phần comment để mình có thể làm chủ đề để cho những video lần sau nhé. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!